trân trọng giới thiệu trung phép tất cả các đoàn đồng nhân tấn tất tự đoàn Hà Nội Pháp Hồng Đỏ gặp Ngô Thành Dân đoàn Vĩnh Phúc Pháp Bạc Thanh. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Với số điểm 10, ông Hoàng Nguyên Nguyễn Tất Dư đoàn Hà Nội Pháp Hồng Đỏ.